Trước đó, chiều 17 tháng 10, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang lên tiếng quan niệm giải quyết vụ án, đề nghị hình phạt với năm bị cáo vụ sửa điểm thi trung học phổ thông Giang Sơn năm 2018. Trên cơ sở đánh các bước chứng cứ và toàn thể nội dung vụ án, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Hà Giang đề nghị bị cáo Nguyễn Thanh Hoài 8 trừ 9 năm tù, bị cáo Vũ Trọng Lương 7 trừ 8 năm tù giam các bị cáo Triệu Thị Chính và Lê Thị Dung cùng mức án từ 2 trừ 2, 5 năm tù, bị cáo Phạm Văn Khuôn 1 trừ 1, 5 năm, nhưng cho hưởng tù treo. Chính quyền địa phương sẽ chịu nghĩa vụ quản lý. Về hình phạt sẽ sung, vị đại diện diện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ quản lý trong ngành rét tô dục từ 1 trừ 2 năm. Dự kiến 8 giờ ngày 25 tháng 10, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ tuyên phạt các bị cáo.